Nhà phố 247 xin kính chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà thuộc phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì đây là đường Lương Văn Nho. Từ đây mình chỉ đi vào nhà thì khoảng cỡ 30 mét. Bây giờ cùng nhau vào xem nhà luôn. Nhà đó tham quan cái căn nhà này nha anh chị. Căn nhà này diện tích của nó là về cái nhà không là ngang 10, dài 10, tổng diện tích xây dựng là 100 mét vuông. Bên này là khoảng sông trống rất là rộng rãi để xe hơi thoải mái luôn. Cuối tuần bạn bè tụ họp mà vui chơi ăn nhậu thoải mái luôn. Này chưa trồng cây xanh chứ cây xanh lên là nhìn nhẹ mát lắm. Cái này trồng cây rồi lên mát nhìn đẹp luôn. Thì chưa có làm xong nhưng nó còn hơi bừa bộn tí xíu chứ. Này tổng quan của cái sân này diện tích nó khoảng cỡ 120 mét vuông. Rất là đầu trong mình xem nhà ha. Ở đây là phòng khách. Bên dưới này thì thiết kế là có nhà vệ sinh riêng, có một phòng ngủ. Đây, mình cùng quan sát nhà vệ sinh mà thiết kế theo kiểu rất là hiện đại. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ rất là rộng, có view cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Đây là chưa trồng cây cảnh gì chứ trồng cây cảnh nhìn rất là đẹp luôn. Bên kia có hai cây con mới trồng mà chưa có tươi lắm. Rồi giờ mình lên trên lầu 1 mình cùng xem quan sát luôn ha. Cầu thang này được ốp đá đen nhìn rất là sang trọng ạ. Rồi đây là cái ban công nhìn xuống dưới, đèn chùm trần rất là cao, nhìn nhẹ rất là thoáng. Bên này có một phòng ngủ. Nhà vệ sinh. Phòng ngủ phòng này có cái ban công nghe gió rất là mát. Ở phòng này rất là đặc biệt luôn rồi. Sáng ra ngắm gió ngắm trời thoải mái luôn. Ở đây rất là yên tĩnh. Khu vực này thì dân cư ở kín hết rồi, đa số là cán bộ nhà nước không à, nên an ninh rất là ok. Sau này mà đãi tiệc nhà để xe ô tô thì khá là thoải mái luôn. Nhìn cứ như khách sạn. Tổng diện tích của cái nhà cái sổ của mình là 220 mét vuông. Diện tích xây dựng của nhà này là 100 mét vuông, ngang 10 dài 10, còn lại là để trống đằng sông. Bên đây là nhà hàng xóm. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì cứ gọi điện trên số màn hình trên hotline ấy. Rồi em gọi em tư vấn thêm cho anh chị với lại em gửi sổ cho anh chị xem ạ. Từ đây mình đi ra chợ Tân Phong, đi ra quảng trường tỉnh hoặc là đi ngược về phía dưới Đồng Khởi ra MT cũng rất là thuận tiện. Nói chung ngay trung tâm sau này mình đi làm nó cũng rất là thuận tiện.
Từ đây mình đi ra chợ chắc cũng khoảng cỡ 5 phút đi xe à. Đi siêu thị đi đâu cũng gần. Nói chung vị trí này mình đi lại rất là thuận tiện. Ở trong này thì yên tĩnh, gia đình ở yên tĩnh. Dạ, vậy anh chị còn thêm thông tin gì cứ gọi điện trên số hotline em hướng dẫn thêm cho mình ha. Cái nhà này đang được chào bán với giá là 7 tỷ 2 anh chị ha. Này có thương lượng. Dạ. Yeah.